Kênh Phạm Quyết Audio xin mến chào tất cả các bác yêu âm nhạc trên mọi miền đất nước. Bây giờ là buổi sáng của ngày mùng 5 tháng 10 năm 2019. Thì trước mặt các bác đây là một câu hình mà một bác khách tên là Hóa, có địa chỉ là thành phố Hòa Bình. Thành phố Hòa Bình, và bác đón hàng tại bến xe Hòa Bình, bến xe thành phố Hòa Bình. Bác đặt trước là 1 triệu và nhờ nhà xe thu hộ về là 11.400.000. Thì đây là một cấu hình mà theo yêu cầu của bác khách tên là Hóa. Bác đã yêu cầu những dòng sản phẩm trên là có giá là 12.400.000. 12.400.000 là giá bán tại trung tâm. Đầu tiên đó là một em đẩy có tên là DMX, có mã là XP700. Em này chạy 32 sò cho 2 kênh, đạt công suất là 1.500W. Đây là hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Một sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ có tên là T6. Em này hội tụ tất cả những chức năng để tinh chỉnh nhạc từ delay, giờ vượt, bát trung chép. Đặc biệt echo vang vọng cho ra những chất âm cực kỳ nó ngọt ngào, tí tách và du dương, rất chi là mềm mại. Một sản phẩm thứ ba, sản phẩm thứ ba đó là một em idol audio IP100, thì đã quá quen thuộc với các bác rồi. Một dòng sản phẩm thứ tư đó là một cặp loa có tên là DK. Cặp loa DK được sử dụng bát 30 chạy bằng chép kèm titan 8 ôm. Mỗi loa là đạt 550W trên một loa các bác nhá. 550W trên một loa đấy. Và một sản phẩm cuối cùng đó là một đôi mic, hai mic có dây dài đến 5m, có tên là BBS, có mã là Pro 18. Được nhà sản xuất là thiết kế cầm rất sướng, chắc tay. Đặc biệt cho ra những chất âm, cho ra lời rất là nhẹ, bắt sóng cực khỏe, hát rất bay. Và tất cả các bác là lấy trọn bộ là được khuyến mại các dây nhạc đầu vào từ tivi, điện thoại, máy tính, vân vân. Tất cả những rắc logic, tất cả những dây kết nối với nhau, kết nối ra loa, là trung tâm khuyến mại các bác lấy trọn bộ. Và cũng theo yêu cầu của bác khách ở Hòa Bình thì em sẽ đóng nguyên cục như thế này để gửi về cho bác, gửi xe về cho bác. Khi bác về đến nhà là bác cắm hai cái dây vào đít loa như thế này là ok. Và bây giờ thì em xin được phép test nhạc lên và hát ok để các bác đánh giá chất âm. Và các bác nào cũng muốn sử dụng cho gia đình mình một cấu hình karaoke như của bác Hóa tại thành phố Hòa Bình thì liên hệ ngay cho em với số máy là 0325004686. Và bây giờ thì em xin phép được lên nhạc hát ok.
chất âm thì quá ok rồi. Thì bây giờ thì em xin phép được làm một đoạn karaoke nhá. Khi tôi đi rồi em mở không theo, gió mưa có về gợi nhớ nhung thêm. Ngày vui còn biết đâu tìm tình yêu dần chết niềm hoan. Phải nói là chất âm thì quá hay rồi, quá ngọt ngào tí tách, bass rất sâu, chép cực sáng luôn. Em thì cái giọng của em là giọng là thuốc lá, đá thuốc lào, cho nên là hát cũng là không được hay. Còn các bác nào hát hay hơn thì nó sẽ là rất là tuyệt vời. Và dạ vâng, và các bác nào cũng muốn sở hữu cho gia đình mình một bộ karaoke là trị giá là 12.400.000 thì liên hệ ngay cho em với số máy là 0325004686. Địa chỉ nhà em là 192 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và một lần nữa thì trung tâm cũng xin được rất cảm ơn anh Hóa là có địa chỉ tại thành phố Hòa Bình đã ủng hộ, đã tin tưởng trung tâm, ủng hộ cho trung tâm một cấu hình dòng sản phẩm này. Và cũng xin chúc được gia đình anh có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài hơn nữa. Đấy, chúc anh thành công. Và lần nữa thì cũng không quên là chúc tất cả các bác trên mọi miền đất nước có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi ạ.